Kim tiếp tục giới thiệu một mẫu xe nữa nha quý vị. Đây là mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 nha quý vị. Màu bạc ạ. Chạy 96.000 km ạ. Đó. Hiện tại mẫu xe này là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và quý vị thấy là từ 2017 tới giờ mà cái mẫu xe này quý vị thấy không? Nhìn tổng thể xe còn rất là liền quý vị. Và đặc biệt đây là cái màu bạc nữa thì quý vị thấy là sau bao nhiêu năm tháng, nhưng mà cái mẫu xe này quý vị thấy nè, nhìn cái chất xe còn rất là liền ha, vỏ xe thì cũng còn rất là đảm bảo. Đây, xe được trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng. Đây, xe chạy 96.000 và hiện tại giá thì được Toyota Tân Cảng đầu ra bán với mức giá đó là 888 triệu đồng, thì quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 nè quý vị. Nội thất bên trong xe còn rất là mới nè quý vị. Nè, có bọc bằng ni lông rồi nè. Đó. Nội thất thì rất là mới. Về chất lượng xe thì Toyota Tân Cảng luôn đảm bảo quý vị rồi. Cam kết không tai nạn, không ngập nước. Và cái xe này thì được Toyota Tân Cảng bảo hành cho quý vị 1 năm động cơ và hộp số ha. 95.170 km ạ. Đây. Bộ ghế này quý vị nè. Nội thất bên trong nè. Đó. 888 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 này nha quý vị.